Mời quý vị ghé thăm cái xưởng cơ khí Lý Bình. Rồi. Từ lúc nào em tưởng nó đồ chơi không mà em mới nói đồ chơi xong rồi gì? Đồ chơi thôi, em có cái gì đâu. Mà đồ chơi mà chạy nhanh. Chạy trên 200 mấy chị. Đúng rồi, ghê lắm. Trời ơi, cái tủ này của ổng là cũng hả, một chiếc cũng cần 100 triệu á chị. À. Rồi, ngồi với phụ nữ đẹp vui vẻ hơn hẳn con hề. Hay chưa? Này. Trời. Ngồi với hoa hậu với bộ. Cái trận mà cãi nhau mà dữ dội nhất là trận nào? Là trận nước mắm xích chia tay. Cái đầu cái nói vậy, cái đầu nói vậy, thôi không được thì thôi kiếm người khác đi chứ tôi là không chịu được cái chuyện này đâu. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cọc cọc cọc. À, hôm nay em hẹn anh tới đây, em đưa anh đi tới thăm nhà của một đôi kim đồng ngọc nữ. Là ai vậy? Em biết là anh thích người đẹp đúng không? Cho nên cô hôm nay cô rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Ừ. Trời đất ơi. Anh nói em nghe nè, nhưng mà cái cô đó có trong showbiz mình không? Cô này là cậu kiểu vừa showbiz nha, vừa kinh doanh nữa. Trời đất ơi. Cũng giỏi luôn á. Nhưng mà có đẹp như em không? Chắc đẹp hơn anh ơi. Ồ. Anh được mắc cỡ. Vậy hả? Ok, vậy mình đi. Ok, đi thử nha. Đi. Ai hả? Đấy. Không có. Có bóng người rồi. Ủa? Thì ra là cặp đôi kim đồng ngọc nữ mà em nói với anh là đây đúng không? Đúng rồi, nhắc nhở nhắc nhở. Và nhà của Lý Bình, ừ. Đúng không? Gõ cửa mà chưa vô được thăm nhà. Rồi, thăm nhà. Rồi, vô. Ủa? Ôi, cái nhà hai vợ chồng đẹp quá. Ủa hả? Trinh với Bình ơi. Dạ. Nhà hay cái phim trường vậy? Studio anh ơi. Ủa? Ờ. Sao đẹp quá vậy? Studio. Dạ. Cái nhà này là cái nhà mà hai đứa quay TikTok đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại đám cưới là tụi em là... Làm ở đây nè. Là được mấy cái nhà này sao bao nhiêu năm rồi? Cái Tết này là cái Tết thứ thứ hai á. Rồi. Thứ hai rồi hả? Hai bạn tự thiết kế mọi thứ luôn á hả? Ê. Dạ có kiến trúc sư. Đấy hả? Dạ. Anh thích cái này nè. À. Dạ. Những khoảnh khắc yêu thương em nè. Em lúc nào cũng làm mình quay hình chụp hình được luôn á. Cái này là khán giả tặng á. Ồ vậy hả? Dạ. Dễ thương hả? Cứ cái này là cái dịp đầu là đám cưới xong là cái mấy bạn khán giả đó gửi tới tặng này. Rồi xong cái sau đó cái là cái một cái đám cưới ở ở biển. Lại tặng em cái nữa. Lại tặng em cái nữa. Cái này là kỷ niệm một năm ngày cưới của em là lúc đó em đang có bầu đó. Vô đây giống như là vô một cái khu vườn ở Nam Mỹ vậy đó. Nhà ăn Noel sớm. Trời ơi, nguyên một cái giếng trời hoành tráng luôn nha. Này để lấy sáng anh, để cái nhà mình buổi sáng không cần phải mở đèn quá nhiều mà mình vẫn có ánh sáng trong nhà mình, lúc nào nó cũng có dương khí. Đúng rồi. Nhà em nuôi chim nhiều lắm anh. Đây nè, nuôi két Nam Mỹ. Cây là trang trí cây là tại vì em với ông mình rất thích đi du lịch. Ừ. Thì hai đứa rất là đi du lịch rất là nhiều và thích đi biển và núi. Ừ. Thì mình đi cái mình thấy trời nó thích cây cối tại em mặn mộc nữa. Ừ. Cho nên nó là em làm giống như là một cái khu rừng nhiệt đới lúc nào để nhìn. Đúng rồi, cái này giống cái khu rừng nhiệt đới á. Relax anh, tại vì công việc mình cũng khá là stress. Xong rồi em thắc mắc là Bình em lao qua đó mỗi tháng lần không, cái tấm kiến này nè. Leo lên đó mà. Trời. Em chờ trời mưa vậy. Coi coi sạch chưa, còn không á thì nhờ cô giúp việc, mà em cũng tìm nhiều cô giúp việc mà chưa cô nào lao được cái này. Tấn công. Đây là gì? Dạ, đây là gì? Đây là cái phòng mà thay đồ của hai vợ chồng để đồ. Oh. Gọi là wardrobe.
kho phục trang. Ôi, như sân khấu vậy. À, gần như là của vợ em thôi anh ơi. Ôi em dạ, được tuổi mà. Anh hiểu mà. Đâu cái tuổi em đâu. Tuổi em đâu bình. Tuổi em có leo me. Coi tội nghiệp nhỏ. Đó, một cái ngăn vậy thôi đó. Nhỏ nó chỉ có một cái góc nhỏ xíu dạ, thôi. Còn lại tất cả là của cô em. Của em. Này là đựng túi nè, đựng trang sức, đựng đồ linh tinh đây nè. Này là máy giặt khô hả? Dạ đúng rồi. Bộ đầu tư máy giặt khô luôn. LG. Dạ. Khô. Thích quá. Đồ của em. Dạ đây đồ của thằng nhỏ. Dạ. Đi được một góc bên này đó. Thôi. Dạ. Đó, cưng nhỏ nhỏ. Căn phòng nhỏ nhưng mà rất là tốn tiền. Trời ơi Bình ơi. Đam mê của em là gọi là cơ mình. Khí hả hay là gì? Cơ khí. Đồ chơi. Đồ chơi. Đồ chơi. Người ta dùng cái từ đó nó chuyên nghiệp hơn được không? Đồ chơi. Mà quý vị ghé thăm cái xưởng cơ khí Lý Bình. Cái này là gốc đam mê, nghĩa là tất cả máy móc sửa chữa này kia nọ em sẽ sắm để em làm. Vậy hả? Tại vì ngày xưa ba em là thợ sửa điện tử cho nên là một phần là mình cũng có kiểu như cái đam mê với đồ điện tử sửa chữa này kia nọ. Rồi cái vụ may mặc này là cái này của mẹ chồng em là may đồ. Ngày xưa là em với mẹ có mở một cái shop quần áo nữa. Tại giờ nhiều việc quá không có việc làm, không có thời gian nữa. Rồi anh thấy mấy chiếc này vậy đó nha, mà nó chạy còn nhanh hơn là xe mình đó. 200 mấy, 300. Anh biết mà. Vậy hả? Anh biết mà, anh biết chị, mà. Chị, lúc nào tụi nó đồ chơi không mà. Em mới nói đồ chơi xong rồi gì? Đồ chơi thôi, không có cái gì đâu. Mà đồ chơi mà chạy nhanh. Chạy trên 200 mấy chị. Đúng rồi, ghê lắm. Trời ơi, cái tủ này của ổng là cũng hả, một chiếc cũng cần 100 triệu á chị. Trời ơi. Độ lên này nọ. Ví dụ như cái này là em đi Mỹ em cầm về nè, thì giá gốc của nó, giá zin của nó là 1.000 đô một chiếc. Nhưng mà cái đó là chỉ ở đối với người bình thường, người ta mua về người ta chơi thôi. Còn như em là mua về em xả hết, xong rồi em sẽ nâng cấp hết mọi thứ lên. Em biết, em biết. Giá nó lên khoảng trung bình khoảng cỡ 60 triệu hơn một chiếc, là chỉ tính chiếc xe thôi, chưa tính được điều khiển hay là pin bọng gì hết. Rồi em có bao giờ làm trên xe lớn luôn chưa, xe thiệt luôn chưa? Ở xe thiệt thì xe em cũng độ suốt. Vậy chiếc nào cũng phải độ hết á, xe thiệt là phải độ rồi. Quá dữ. Kính thưa quý vị, đây là giây phút mà tôi chờ đợi từ lúc mà tôi gặp hai vợ chồng Lý Bình và Soli Phương Trinh. Cái người mà tôi ước ao được gặp không phải là hai nhân vật chính trong chương trình này, mà đó là nhân vật này. Nhân vật chính nhất nhất. Đây xin giới thiệu quý vị, đây Lý Bình con. Lý Bình giới thiệu về bạn này đi. Thì như mọi người thấy, mọi người biết rồi, biết là Bình con là con ai rồi. Con tên bé, gì? Bé tên thiệt là Quan Kinh Luân. Họ Quan không Quan. Có g. Họ Quan. Dạ. Kinh Luân. Họ trộm vía tên đẹp quá à. Có ý nghĩa đúng không? Ừ. Có ý nghĩa là gì? Từ lời lúc đầu với cái họ của em tìm hoài không biết đặt tên họ khó là cũng không biết sao cho nó phù hợp. Thì có nhờ một người chú thì cũng tìm cũng thời gian cũng mất cũng khoảng vài tháng tìm trên sách cổ á. Thì nó mới có những cái từ phù hợp. Thì cũng cho em nhiều cái option để lựa chọn. Thì em lựa chọn là cái option là tên là Quan Kinh Luân. Tại vì hai chồng đọc nghe thấy cái tên nó hợp với cái tai mình, và hợp với cái sự mong muốn của mình cho con mình. Thì nó cũng có ý nghĩa là người mà có thể giỏi được trong cái nhiều cái lĩnh vực. Tên ở nhà của bạn là gì? Tên là Tiga. Tiga. Tiếng Việt là Tiga, mà tiếng Anh là Tiger. Tiger. Ủa còn Lý Bình là Quan gì? Quan Lý Bình, họ ba, họ mẹ, mẹ họ Lý. Chỉ có chữ Bình là tên thôi. Bây giờ qua thảo cái. Từ từ nghe, từ cái đầu của em nha. Con nhà người ta. Cưng quá. Rồi, ngồi với phụ nữ đẹp vui vẻ hơn hẳn con hề. Trời ơi. Này. Hay ngồi với hoàng hậu chứ bộ. Cái này là trước khi gặp cái cô chú là con vuốt keo tóc phải không? Này vợ này là tóc tự nhiên á chị. Em quay á cho Tiga, ai cũng nói là ủa chị ơi chị uống tóc cho Tiga hả? Mà không, mới có 5 tháng 5 ngày à. Sao uống được? Tưởng con make up đi xuống quay phim đó. Dạ. Là do là gen của bà nội là tóc quăng mà quăng theo lọn luôn. Anh Bình mà để tóc dài là cũng sẽ quăng vậy luôn á chị. Nó săn săn đó đúng không? Dạ. Cho nên là đây, tính từ nó quăng rồi, tính từ nó chảy lên luôn. Vậy là có mái tóc cái cô ị, cái cô bà ao ước rồi. Theo anh được biết nha, em vừa sinh bạn này xong là hình như là khoảng chừng tháng là bắt đầu em hoạt động nghệ thuật lại đúng không? Dạ, vừa ra em hoạt động rất là nhanh luôn á. Dạ. Em bé mới có 5 tháng rưỡi mà mẹ nhìn đẹp chưa? Bất ngờ luôn, bất ngờ luôn. Dạ, xuất hiện được nàng Bạch Tuyết không? Vậy mình buồn quá.
Ủa gì đâu buồn. Ủa, em đẻ con phải 6-7 năm luôn em mới ốm lại được luôn anh. Không, miễn sao là mình ốm được là thành công rồi em. Giống như anh vậy đó, anh cũng mấy năm rồi mà anh vẫn không ốm. Nhưng mà bây giờ khán giả đang rất là muốn biết là hai vợ chồng hiện tại cái công việc chính là cái gì Bình hả? Hai vợ chồng em giờ cũng ít hoạt động nghệ thuật. Tại vì lúc mà vợ có bầu nè, rồi em cũng có nhiều dự án mà em cũng không tham gia được. Tại vì muốn dành thời gian đó cho gia đình. Rồi nó bây giờ có xong rồi cũng không ai dám mời anh. Tại biết có con nhỏ đâu ai mời chi. Ủa sao vậy? Anh đó, anh dám mời đó. Có con em cũng đâu có đi được đâu. Cho nên là... Dạ có một bà vú. Bởi vì anh cứ mời phim thoải mái. Thì đúng rồi đó. Hạp là chơi thôi đúng không? Hạp là chơi. Thật ra là em thì nói chung là cũng máu nghề mình cũng còn nhiều lắm anh. Nói chung là mình nhìn thấy lên phim thì cái nào lâu mình cũng vẫn thèm. Nhưng mà quay đi quẩn lại mình thấy con nó nhỏ quá. Với lại phần nữa là bé nhà em đang bị bệnh viêm da cơ địa cho nên là cứ bị ẩn đỏ rồi tay nó cứ phải cứ chảy nước nữa. Mình lo, mình cứ phải đúng rồi chăm vậy đó. Thật ra là không có tâm trạng đâu mà đi. Dạ đúng rồi, cũng may mắn là có vú. Nhưng mà thêm phần nữa là vợ em ở nhà thì bây giờ vợ em chủ yếu là kinh doanh online, không phải một mình vợ em, cũng phải có em. Đó cho nên là gần như là hai chồng làm cũng phải cứ song song với nhau vậy. Chỉ cần một người mà bỏ đi em dê thời gian em bỏ em đi phim ấy là ở nhà vợ em xoay sở khó khăn. Còn Trinh thì sao nè? Phải mất một thời gian trước khi sinh em bé cũng phải ở nhà nhiều đúng không, rồi sau đó sinh xong rồi lại tiếp tục phải ở nhà thì nhìn nói chung là những người bạn đồng nghiệp của mình đóng phim này nọ đồ nhiều khi có cảm thấy buồn không? Thật sự á thì em đóng phim cũng quá lâu quá nhiều rồi. Bây giờ là em từ lúc mà em 19 tuổi là em đóng tới lúc mà có bầu ông này là em mới giãn ra. Lúc mà trước đó em cũng đi phim luôn. Thì quá nhiều phim rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em thì thật sự cái đam mê của em là em thích đứng trên sân khấu hơn. Cái cảm giác mình đứng trên sân khấu mình feel với những cái bàn nhạc á. Bởi vậy mới vừa sinh Ti Gà xong là Ti Gà vừa được 3 tháng là em làm một cái mini live show liền. Bạn mới có live show luôn đó. Dạ. Xịn chưa? Hay chưa? Quá xịn. Là em chỉ có chưa đầy 1 tháng để em làm, em lên bài hát, em học hát, chuẩn bị là làm luôn. Thì là 3 tháng là bắt đầu mình cũng hơi hồi phục lại rồi, là em học hát ở cô Ngọc Mai Âu Sen. Em chỉ có 15 buổi để tập 21 bài. Thì làm sao có thời gian vỡ bài được hết 21 bài anh? Ôi tính ra là một ngày tập bài mấy? Cô phải chỉnh cho em từng câu từng chữ luôn. Em còn phải livestream làm việc nữa chứ không thể nào là truyền hết 100% thời gian được. Sáng đi học hát xong, trưa cứ rảnh là bắt đầu theo. Tối trước khi ngủ livestream xong, trước khi ngủ là bắt đầu hát theo ông Bình. Ông nghe riết mà ông muốn sản luôn với em mà. Bình lúc đó em nghĩ cái gì? Thì tất nhiên là vợ mình đã là ca sĩ thì hát thì không có ghê như mình. Khi mà anh phải nghe một cái chữ gì nhiều quá với anh cũng sẽ bị ngán. Tối có khi nằm á. Hát theo. Cái kiểu tâm lý anh sẽ thấy là tới khán giả anh ta tới live show đó anh ta chờ bất ngờ. Còn mình tới live show đó giống như là anh ăn quá nhiều anh ngán rồi tới ngày đó là anh cũng ăn lại vậy á. Kiểu vậy đó. Kinh quá. Thường người ta sinh nở người ta hụt hơi dữ lắm. Còn riêng là Soli Phương Trinh sinh xong rồi hơi nó không hụt miếng nào. Anh... mà nó còn có nghĩa là hồi hơi nữa. Thực sự lúc đó là cơ thể mình chưa hồi phục đâu. Nó khoảng tầm 70% thôi chị. Chị sinh rồi chị cũng biết mà em sinh mổ nữa. Em mới có 3 tháng chị không hiểu tại sao mà em có 70% luôn á. 3 tháng người ta có 30% mấy gì thôi em. Có rất là nhiều câu hỏi mà bây giờ ngồi ở đây mà 4 người mà hỏi như vậy nó rất là mất thời gian. 5 nam nữ nữ. Em của anh ngại lạ ha. 5 nam nữ nữ. Thì lạ. Anh với ông Bình. Lạ. Không? Yeah. Okay. Rồi bạn này chắc trả về cho em ôm luôn đúng không? Mày ra dễ sợ luôn á. Thôi đi Bình. Mẹ có nhiều anh chị em không? Em có quá nhiều anh chị em. Thường thường những người có quá nhiều anh chị em người ta sẽ suy nghĩ còn những người thích cái gì, những người kia thích cái gì nè. Rồi mình phải làm sao để dung hòa tất cả. Còn nhà em có đông anh chị em không? Dạ không, em thì nhà neo đơn lắm. Em có một người chị cùng mẹ khác cha và một người em cùng cha khác mẹ. Thì cái người chị cùng mẹ khác cha của em thì lúc em còn nhỏ, mẹ em mới sinh em ra thì 3 tháng sau là mẹ em phải đi làm. Cho nên là mẹ đưa con em cho cô em nuôi. Cô em nuôi em tới năm em 17 tuổi thì em mới lên Sài Gòn để em học lớp 12 để em đi nước ngoài. Em không đi. Lúc em mới vô nghề ai cũng nói em chảnh, chứ thật sự không phải là mình chảnh mà là do mình ngại tiếp xúc. Em từ lúc nhỏ là ba mẹ em thì ly dị, mà em cô em thì nuôi. Có nghĩa nhà là thì nghèo nữa. Em ở với cô em từ nhỏ đến lớn. Dạ, từ 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi luôn? Dạ vâng. Nhỏ hơn thì à bây giờ.
Vậy hả? Dạ, tại vì mẹ em phải đi làm, giờ mẹ không đi làm rồi sẽ có tiền nuôi cho hai đứa con. Mà mẹ cũng có một mình thôi, mấy miệng ăn mà bây giờ là phải trông chờ một mình mẹ em làm. Thế cái thời đây em ở đâu? Em ở quê là chỗ nào? Em ở Long Xuyên, An Giang á, cô em nuôi. Còn mẹ em thì vô Rạch Giá, Kiên Giang để mẹ em làm trong nhà máy hải sản của An Giang á chị. À, rồi ba? Từ lúc em chưa sinh em là ba mẹ đã không còn sống chung. Đó, cho nên là ba thì ở nhà kế bên, có nghĩa là cô em nhà ở nhà cái nhà này, ba em ở cái bên nhà đó luôn. Ừ. Thì ba em là đi một bước nữa, ba em có vợ sau. Thì có người em đó là nãy em nói là cùng ba khác mẹ đó. Nhưng mà không có thân lắm, cho nên là coi như em cũng neo đơn á. Nên là em cũng có một mình thôi. Dạ. Cho nên là em cố gắng em nhận dụm đóng phim từ năm em 19 tuổi á. Là năm em 18 tuổi là em được giải nhất cái truyền hình năm 2006. Xong các em đi đóng phim. Tại giờ đi hát có tiền đâu làm MV, đâu có tiền mua bài hát gì đâu, chỉ biết ca sĩ tốn tiền mà. Nhưng mà hồi xưa ở dưới quê là em đã còn hát hò gì chưa, đi tham gia những cái chương trình từ hát rồi chứ. Xíu là em đã có năng khiếu. Dạ, em hát ở trong trường mẫu giáo rồi, đã hát rồi. Một thời chị thấy em trên phim suốt ngày luôn á. Dạ, tại đến đi đóng phim kiếm tiền. Kiếm tiền để làm MV á, em nói thiệt. Mình đóng phim cái mình đâu có tốn tiền nhiều, để mình chỉ mua đồ thôi. Cái bộ phim sao mình xào nấu là cái mình mặc tiếp. Còn làm MV là phải mua bài hát nè, phải thu âm nè, phải make up nè, phải là PR nữa, tốn nhiều tiền quá. Nhưng mà làm ca sĩ đi hát sẽ được cách xe cao hơn làm diễn viên nhiều không? Nhưng mà trước khi chị nổi tiếng thì chị phải có bài hit, chị phải có hình ảnh nữa. Là em thi tiếng hát truyền hình xong. Dạ. Rồi lúc đó là em mười mấy, 18 tuổi. Dạ, 18 tuổi là em đóng phim. Để em đóng phim Thủ tướng của đạo diễn Lê Hoàng. À. Nhưng mà phim nó không được chiếu. Xong rồi sau đó là em đóng phim Bò Cạp Tím của đạo diễn Trung Dũng á. Rồi là bộ phim đầu tiên em đóng vai chính, là cái bắt đầu cái nhiều người ta thích, cái bắt đầu được em được mời. Thì đóng phim xong em mới để dành tiền. Cái em mới làm MV. Thì nó cứ nuôi dưỡng cái đam mê đó, em cứ đóng phim rồi làm MV rồi em để dành tiền mua nhà cho cô dưới quê xong rồi. Em mới bắt đầu để dành tiền mua nhà cho nhà chị. Em giỏi dữ luôn á. Tại vì cô nuôi em từ nhỏ mà. À. Nên là em để dành tiền mua cái nhà cho cô xong rồi em mới yên tâm để em mua nhà cho em trên này. Mình có thường xuyên liên lạc về nhà với mẹ hay là bố, ba không? Ba em thì nói chung là cũng không có thân, do là mẹ hai á không có thích ba thân với em. Không hỗ trợ gì luôn, không có dạ chăm sóc em, dạ không hỗ trợ gì luôn. Dạ không, chỉ một mình cô em thôi. Rồi mẹ gửi tiền về để cô em lo cho em. Xong rồi là đúng là năm em lên đại học á, lớp 12 á, là để đi nước ngoài định cư với bà ngoại. Em đậu giải đó, cái ở lại đây làm luôn. Lúc đó em cũng đã đi đóng phim rồi. Lúc đó là được giải xong rồi, cái em cũng đóng phim rồi, cũng đi hát sơ sơ rồi. Show cũng mấy triệu, mình cũng gom cũng được đóng tiền nhà này nọ. Xong rồi cái mẹ em mới đi Mỹ trước. Vì mẹ em ở bển thì lúc đó mẹ em đã bị ung thư rồi. Xong rồi mẹ qua bên đó thì em cũng ráng em dành dụm em làm, em để dành tiền để điều trị bệnh cho mẹ. Rồi mẹ về đây á, là mẹ mất ở đây. Là năm mẹ 54 tuổi. Thì bây giờ là cũng neo đơn á, nên nhà em cũng không còn ai. Chỉ còn em với lại chị của em thôi, cũng là thân thôi. Thì em cũng mới mua miếng đất cho chị em rồi. Nên em cũng coi như là làm hết cho người thân em rồi. Em vẫn đi lo cho tất cả mọi người hả? Em với chồng em là gặp nhau là hả, bao lâu thì bắt đầu cưới? Dạ, em gặp ông Bình là năm cách đây 6 năm là gặp nhau rồi, xong rồi cái thích liền luôn. Đó, mình cũng không biết là người ta có thích mình không. Mình thích trước người ta hả? Mình thích. Em là cái tính em cũng, bây giờ lúc đó gặp ổng là em có con rồi, em có nha rồi. Là em sinh bé đầu năm 24 tuổi đó chị, single mom. Lúc mà quyết định tự sinh con một mình á, mà lúc 24 tuổi á, em có sợ không? Em nghĩ là trời, bây giờ mình bỏ nó tội nghiệp lắm á. Thằng ngày xưa mẹ mình nuôi được, chắc giờ mình nuôi được. Cho nên em nghĩ thôi, kệ, nuôi đi, đẻ đi. Rồi mình không có báo cho cái bạn dạ mình có biết hả? Thì lúc em có xong em cũng nói là em có bầu với anh đó. Tại vì trong suốt thời gian này thì em không có gần gũi ai trơn ngoài anh. Bây giờ thì nếu như mà anh cảm thấy mà anh có thể hỗ trợ được để mà em trong lúc mà em có bầu này em không có đi làm được á, anh hỗ trợ, còn không thì thôi không sao, em lấy tiền nhận để em sử dụng. Ba cũng nghe có hỗ trợ cho em trong quá trình em có bầu rồi, nhưng mà từ lúc mà sau khi sinh á, cái hai đứa cũng có muốn cố gắng quay lại coi là có hợp không á. Tại vì em không muốn là con em nó không có đầy đủ tình thương ba mẹ. Nhưng mà quay trở lại một năm thì thấy là thực sự là không có hợp. Cho nên là em mới quyết định em mua cái nhà này nè, rồi em ra ở riêng. Rồi có khó khăn gì khi sinh con đôi con một mình không? Năm 24 dạ, tuổi. Dạ, rất là nhiều khó khăn. Một mình phải lo cho một em bé mà lúc đó mình chưa có kinh nghiệm gì hết. Mình cũng không có một người đàn ông bên cạnh đó chị. Nó kinh khủng lắm. Lúc đó em có gì, cô em có lên ở với em? Dạ, lúc em gần sinh thì cô có lên Sài Gòn để phụ em.
Nhưng mà sinh xong thì cũng cô cũng phải quay về để cô ở dưới quê. À, em thì tìm một vú em để phụ em chăm bé đem đi phim tiếp. Em cũng đi phim liên tục để có tiền để lo cho con rồi đi hết nữa song song đó. À, nói chung là nhiều vất vả nhưng mà em nhìn lại thì em thấy là mọi thứ nó giống như là nó tôi luyện cho mình để mình có thể mình trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, mình trở thành một người mẹ. Mình có nhiều cái kinh nghiệm để mình có thể mình truyền dạy cho con mình sau này. Hai đứa là quen khoảng 1 năm thì mới lấy nhau đúng không? Đâu, quen cũng lâu quá em. Dạ, cũng sống thử là 4 năm rồi đó. Là quen nhau rồi, sống với nhau là 4 năm rồi, xong mới đám cưới là năm ngoái thôi đó. Nhưng mà anh hỏi cái này nó hơi tế nhị chút xíu. Khi mà em quen với Julie Phương Trinh thì bao lâu thì em mới biết là Trinh là mẹ Trinh thôi? Trước đó em đã có nghe về Trinh. Bạn nói là về Trinh rồi, là mình đã biết nhưng mà vô tình cái mình không nghĩ là mình gặp được người con gái đó trong cái hôm sinh nhật đó luôn. Nhưng mà tới lúc mà gặp nói chuyện nhiều thì bắt đầu trong hôm đó là Trinh cũng nói là Trinh có em bé. Thì em cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên, nhưng mà lúc đó là mình xưa giờ mình chưa quen ai có em bé hết cho nên là mình cũng kiểu bị rối anh. Cứ cũng có là... hơi suy nghĩ, cũng hơi trăn trở đúng không? Nhiều chứ, có nghĩa là ủa vậy rồi cuộc mối quan hệ này nó có đi tới đâu không? Rồi thêm nữa là mình nhỏ tuổi hơn là một chuyện, với lại một người phụ nữ mà có con rồi cái tư duy của họ khác với người chưa có con. Mình chưa làm cha lần nào làm sao mình biết cư xử cho đứa bé đó cho nên mình còn rất là trẻ nữa. Đó, lúc đó mình còn rất là trẻ. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? 25, 26 tuổi gì đó. À, em cũng đắn đo nhiều thì cho nên thôi thì mình cứ xuôi theo cái cuộc sống thôi. Có nghĩa là sau 2 tuần là hai đứa chính thức quen nhau thì bao lâu em mới gặp bé Mia? Cũng nhanh lắm anh. Lần đầu là chưa gặp, xong cái lần thứ hai có đi chơi với nhau lần, rồi bắt đầu như là lần thứ 3, thứ 4 gì đó là Trinh cũng đưa Mia theo cho em gặp đi chơi rồi. Dẫn Mia theo, em nhớ là lần đầu tiên đó là rủ đi trung tâm thương mại shopping chơi thì Trinh cũng để cho em chăm Mia, thì em phải ngồi cà phê em chăm Mia thì cơ bản là Mia là một đứa bé nó dễ thương rồi. Nó đã dễ thương, đã ngoan sẵn rồi cho nên là mình tiếp xúc nó mình đã thấy thương nó rồi. Rồi còn những thứ còn lại thì là cảm xúc thôi. Nghĩa là tự cái cảm xúc nó thấy nó thích mình, nó chơi với mình, rồi mình thích nó, mình chơi với nó, rồi mình thân thiết với nhau. Từ từ mình thấy rằng mình mến đứa bé này quá, mình cảm thấy mình xa nó, mình cũng nhớ nó đó. Thì từ đó nó tạo cho mình một cái mối quan hệ thân thiết với đứa bé. Có những lần Mia lúc đó mới 6 tuổi thôi, thì hai cha con nằm trong phòng của tivi nè, các em nằm em ngủ, thì Mia thức dậy xong cái nó coi tivi xong nó chán, nó đi xuống phòng, thì lúc đó em ngủ nhưng mà em vẫn biết. Thì nó lấy mền ra, nó kéo ra, nó đắp cho mình, nó ngồi, nó chỉnh trên dưới làm sao mà cho cái mền bít hết người mình, chỉ chừa đúng cái mặt mình ra. Xong cái nó tắt đèn, cái đầu nó mở máy lạnh, trời lạnh lên, nó tắt tivi, nó ra nó đóng cửa nhẹ 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 để cho mình ngủ. Mà lúc đó nó chỉ có 5 tuổi mấy, 6 tuổi thôi. Khi một đứa nhỏ mình cảm thấy cái tình cảm nó dành cho mình như vậy thì mình biết được đó là nó thương, nó cũng biết thương mình, nó thương cũng mình. Biết cảm nhận ai là người thương nó. Em cảm thấy là có những thứ kể cả mình đánh đổi cả cái tính mạng của mình cho đứa bé đó, mình thấy nó xứng đáng. Vì nếu như em bước khỏi cuộc đời của bà Trinh, bước khỏi cuộc đời Mia, một đứa nhỏ mà trong suốt 1, 2, 3 năm nó đã kêu mình bằng ba, là nó đã hình dung trong đầu nó cái người đó là ba nó. Khi nó đi học trong trường, khi mà thầy cô cho bài tả về ba em, về cái mối quan hệ của em với ba em, thì nó luôn tả về mình, kể cả tóc tai màu mắt sở thích mọi thứ nó đều là ký ức của nó về mình. Anh hiểu. Thì mình biết là khi nếu như mình bước ra khỏi cuộc đời đứa nhỏ này, nếu như mẹ nó có bước thêm một bước nữa thì mẹ nó sẽ phải gặp một người đàn ông khác. Nếu như được thì sau này nó lại phải gọi người đó là ba. Trong cuộc đời nó, sự lớn lên của nó sẽ bị rối loạn về cái hình ảnh người cha trong đầu nó. Và tất nhiên một người, người ta sẽ cư xử khác mình, thì cái kỷ niệm của nó thay đổi, cái tính cách của nó sẽ bị xáo trộn. Cho nên là mình cảm thấy là cái sự biến mất của mình nó sẽ là một cái thay đổi lớn trong cái sự phát triển của đứa nhỏ này. Em có một bé trước đó rồi, rồi bây giờ em có một bé nữa, thì cái cảm giác mà một người mẹ lúc mà single mom tự mình nuôi con, một cái cảm giác mà bây giờ mình có một đứa nhỏ mà có bố nó kế bên chăm sóc, em thấy nó như thế nào? Khác, mình rất, có... là khác. Rất là khác. Em cảm thấy là hạnh phúc tại vì mình thương mẹ nhiều lắm. Mình thương mẹ, mình thương chi gà. Cái tình cảm nó rất là thật, nó không có một cái gì đó giả dối, che giấu được hết á. Trong nhà em thì ngay cả mẹ chồng em cũng vậy, mẹ chồng em cũng rất là thương Mia, mà mẹ chồng em còn thân với Mia, còn thân em nữa. Còn cái vấn đề khác nữa là khi mà mình có một người đàn ông bên cạnh đó chị, nó có một cái góc nhìn phụ nữ mình không thể nhìn được nếu thiếu người đàn ông. Lúc đầu em nghĩ là đâu có gì đâu, mình đàn ông đâu vẫn sống đâu, tốt mà. Đâu cần đâu, đâu cần đâu. Tại vì ngay cả khi em từ nhỏ là em đã sống chung với cô em là cũng đã không có người đàn ông bên cạnh rồi. Hai người cô em đều không có người chồng bên cạnh luôn. Rồi dì em cũng chia ly dị chồng luôn.
Có nghĩa là ngay từ nhỏ trong đầu em đã định hình một cái là thấy sợ mọi thứ xung quanh. Mình sợ người ta làm tổn thương mình, tại vì mình quá nhiều tổn thương. Nên là em rất sợ khi mà mình mở lòng. Xong rồi cái từ lúc mà quen với Bình á, cái Bình mới tìm bạn cho em. Vậy đi kiếm bạn cho em. Dạ. Thì những người bạn hiện tại giờ đang chơi là bạn của anh Bình. Bắt đầu mình cảm thấy an toàn rồi, mình cảm thấy mình được yêu thương rồi. Từ lúc nhỏ giờ em cảm thấy mình không có được tình yêu thương á, cái trái tim mình nó lạnh giá lắm. Khi mà em đến với Jolie Phương Trinh và bắt đầu đặt một cái mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài đến hôn nhân, vậy thì cái mà cái rào cản lớn nhất giữa em với Jolie Phương Trinh đó là cái gì? Lúc đầu em cũng hơi ngại, nghĩa là chết không biết mẹ mình sẽ như thế nào. Đúng rồi. Nhưng mà khi lần đầu em cho mẹ em lên gặp vợ em này kia nọ thì mẹ em cũng vui vẻ niềm nở với Mia lắm. Thì sau đó mẹ em lại về mai đồ cho Mia này kia nọ, là mình thấy được mẹ mình thương đứa bé này. Và mẹ mình không có bận tâm về chuyện là con ai hết á. Chỉ cần đứa nhỏ đó nó dễ thương là mẹ mình thương. Thấy tình cảm bà cháu nó tốt thì kêu mẹ lên sống chung. Nha cũng ở song song với bà nội ruột và với mẹ em. Và bà nội ruột thì cũng yêu cầu là Mia cũng phải gọi mẹ em là bà nội Mai. Vì là bà nội Mai là cái người mà chăm lo cho Mia rất là nhiều, từ cái quần cái áo, từ miếng ăn giấc ngủ. Khi mà Tia ra đời thì bà nội ruột của Mia lại muốn là phải là cho bà nội ruột Mia làm bà nội của Tia luôn. Ôi trời, quá tuyệt vời. Cho nên là như một cái gia đình lớn. Thì may mắn đó là một cái điều mà em nghĩ đó là một cái điều mà tốt, đẹp mà được xảy ra trong gia đình em. Bây giờ quan trọng nhất là lo bữa cơm nè. À, đây chút nữa cùng ăn. Ok. Nha. Ok. Rồi. Rồi, món nào? Quá sướng, hôm nay hai chị em mình sướng là có đồ ăn liền. Đó, em biết không? Em có biết cái bữa ăn này là một tay ai không? Một tay chồng em nấu. Đúng rồi đó. Chủ nhà mà, đúng không? Quá dữ ha. Hôm nay là món gì vậy anh? Anh đứng cùng gì không? Lẩu. Lẩu gì? Lẩu hải sản. Lẩu hải sản. Cũng phải truyền thống gì lắm, nhưng mà do gia đình em thích ăn lẩu. Tại vì ăn lẩu là chua chua dễ ăn, với lại nó có rau á. Tại vợ em ăn rau nhiều lắm. Rồi, mời khách. Rồi, vô. Rồi đi, nãy giờ đợi. Thử đi mọi người, anh em thử coi anh em nếm được không. Rồi, thảo trước đi, thảo trước đi. Thảo tới nhà thảo trước. Chị Thảo nè, không ăn coi ra cho đi. Không ăn không? Ví dụ như có không cử gì không? Ok, Thảo thương miếng hết. Thảo từ ngày mà đi quay chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà rồi là yên tâm là Thảo coi như là tới bến luôn á. Ăn coi như là ăn đã luôn đúng không? Thôi mà. Em thử nha, trời đất ơi. Chồng em nấu ngon dữ ta. Wow. Mình nấu hả Bình? Ngon vậy hả? Ngon bấy. Này mua phải không? Sao em nấu ngon vậy? Ê Bình, ngon thiệt Bình. Đó ngon hả? Thiệt nha. Được mà. Nói thiệt không? Thiệt á. Nói thiệt đi. Dẫu vậy? Ở gần xung quanh này có cái quán nào bắt đầu không? Không. Thì có quán chai thôi. Ngon. Dạ. Hai đứa ở đó giờ cái chuyện gì, cái trận mà cãi nhau mà dữ dội nhất là trận nào? Là trận nước mắm xích chia tay. Nước mắm. Là em không biết ăn nước mắm mà đặc biệt là ép em ăn nước mắm hay sao? Em uống. Bà em cho em chấm nước mắm. Ủa là sao vô duyên nghiệp chết. Nhắm vợ. Canh chua. Em đổ nước mắm ra chén em chấm. Em là một người, ví dụ như em nói là chắc chắn anh hiểu, cái nhu cầu thị giác của mình cao. Lúc nào trong mắt mình nó cũng như là cái khung hình vậy. Những thứ mà nó không đẹp mắt mình chịu không nổi. Thì cái chén nước mắm, anh coi người ta quảng cáo, anh chấm chén nước mắm, có bao giờ chén nước mắm chỉ có 5 giọt không? Ít ra nó cũng phải 1/3 chén mắm. Là cái vấn đề là nước mắm nó phải lấp được cái đáy của cái chén. Đúng rồi. Là tiết kiệm. Mới để khoai nước vô. Thì anh để khứa cá vô, cái bề mặt của khứa cá nó tiếp xúc hết với cái đáy chén. Biết là sẽ không bao giờ anh chấm hết. Nhưng mà cái việc đó là cái nhu cầu của thị giác mình thèm cái cảm giác ăn như vậy. Đúng vậy em. Nhưng giờ em thì khác. Vậy em ăn bao nhiêu nhỏ bao nhiêu. Thì đối với em chai nước mắm nó đâu có quá nhiều mà cái số lần mình ăn cũng đâu phải là ngày nào mình có ăn nước mắm đâu. Em chế hơi nhiều nước mắm chút xíu, kiểu như sắp sắp ra để em bỏ chén chai ớt vô em. Thì giờ em nói ăn có hết đâu mà làm gì nữa ra vậy. Thì em bực. Mà em mới nói là có chén nước mắm rồi, ăn nước mắm thôi mà cũng không được, không yên nữa. Xong cái vợ mới nói là em hay cằn nhằn lắm. Bây giờ anh không biết tiết kiệm, mấy này không biết tiết kiệm rồi mới mốt mà làm ăn không được rồi tới lúc đó làm sao. Trời ơi, quan quá cái chén nước mắm thôi đó. Lúc đó chưa cưới nhau. Trời ơi. Mà chẳng khi á, em nói anh tức một cái, tại sao mới cái chuyện sùm là em là cái người tiết kiệm.
em làm cái gì em cũng tính cái chuyện mà em phải lấy được cái giá ok nhất. Và bản thân em chưa giờ mà em nghĩ là tự nhu cầu mình là mình đi ra nhà hàng mà ăn một cái món gì đó luôn. Nghe đó với em chưa giờ em xưa sao giờ cũng vậy. Ví dụ như em đói em tự bản thân em, ví dụ em ra em ăn em mua tô bún bò, em ăn mua dĩa cơm tấm, em ăn rồi nhu cầu của em chỉ tới vậy thôi. Còn khi ra ngoài ăn là ok, có vợ có con mình mới đi ăn. Còn tự một mình em chưa giờ em thèm, em tự phải đi kiếm một cái quán mắc tiền em ăn. Anh em giống nhau, đúng rồi. Thì nhưng mà vợ em muốn thì sao cũng được hết. Còn bản thân em chưa giờ em ơi em thèm, nay em thèm đi chơi quá, đi chơi mấy chục triệu cũng được. Là cái đứa không phí là con đứa này, cái đứa xài tiền lớn, đúng là đứa này, con đứa tiết kiệm đứa này. Mà trong khi tại sao tôi tiết kiệm vậy mà chén nước mắm đi tính với tụi, tại sao tôi tiết kiệm vậy mà chén nước mắm đi tính với tụi. Trời ơi. Trong khi mỗi lần đi chơi, ví dụ như đi du lịch resort này kia nọ, tiền đó có thể mua cả ngàn chai nước mắm mà. Từ hồi xưa tới giờ 30 năm chưa bao giờ tôi ăn được hết một chai nước mắm 1 lít luôn. Tại sao đi du lịch không ở nhà trọ mà đợi ở resort thì hiểu gì đó. Bởi vậy cái câu chuyện nó vỡ ra là tại vì bình thường mình là người tiết kiệm lắm rồi, mà bây giờ bắt mình tiết kiệm tới nước mắm này luôn thì cuộc sống này quá khổ tới chuyện mà tại sao phải tính toán từng giọt nước mắm cho nên là. Thì cũng cự cãi gì đó, cái đầu cái nói vậy, cái đầu nói thôi không được thì thôi kiếm người khác đi chứ tôi là không chịu được cái chuyện này. Bây giờ hả? Chưa cưới nhau á mà hả vậy rồi nữa cưới nhau rồi sao nữa nói gì đó sao sống nổi hay chứ mà nói kiểu mà nhỏ nhỏ gì nó khó chịu dữ lắm đúng không em. Thà là coi như là nói nó thẳng nói lớn tiếng nghe nói cuối cùng sao, cuối cùng sao mà giải quyết câu chuyện cuối đấy cùng ai giảng hòa với ai nè, cả hai cùng giảng hòa chứ phải xin lỗi hả? Dạ thì nói chung là em cũng ghi nhận là ghi nhận bé dùng từ chính xác dễ sợ văn học dễ sợ ghi nhận như là em bị lỗi. Em ghi nhận cái sự hối cải của em vậy. Thôi em ghi nhận đó nha anh. Thì đó em biết rồi, thì sau này thì cứ mắc mỡ thì muốn đổ nhiêu đổ. Tụi em không có cãi nhau về những vấn đề lớn đâu, mấy cái nhỏ thôi à. Nhưng mà tại vì em nghĩ là vậy nè, bây giờ ha, trời ơi những cái nhỏ mà còn không được vậy còn những cái lớn người sao. Mà trong khi mấy cái lớn làm bình thường mấy cái lớn không sao hết trơn á. Mấy cái liên quan tới cuộc sống, liên quan tới kinh tế, liên quan tới mấy cái lớn thì quyết định nó đơn giản lắm. Nhưng mà Trinh có thấy rằng là em may mắn không? Em rất là may mắn, tại vì em có được gặp được một người đàn ông yêu thương con em, thương và hiểu được cái tâm tính của em. Ổng rất là chiều em là một người rất cực kỳ khó chịu. Em dễ tính nhưng mà em rất là khó chịu. Những cái lớn thì em là sao cũng được hết trơn á, em sẽ rất là nhìn cái khái quát. Nhưng mà em rất là khó chịu với cái nhỏ nhỏ mà em hay bị cằn nhằn á. Và nhờ Bình nói chung là chia sẻ từ từ. Và ổng nói là nếu mà anh mà muốn mà thay đổi em thì anh phải thay đổi trước. Thằng nó có cái này nè, lụm được cái này. Nó có một cái tấm thiệp nghe. Đây là một cái món quà bí mật ha. Và món quà này á là của một cái bạn nhỏ ở trong nhà này gửi tặng cho. Ôi ở đâu mà có này vậy ta? Có này ta bất ngờ nha. Ba mẹ là người con quý trọng nhất trên đời. Từ khi con sinh ra, ba mẹ đã là người chăm sóc cho con và đã nuôi con lớn lên. Con rất yêu ba mẹ và sẽ luôn hiếu thảo với mọi người. Con yêu ba mẹ và sẽ là một người chị hai chăm lo cho Tia Gà, nên ba mẹ đừng lo lắng nha. Con yêu ba mẹ và yêu em nhiều lắm. Con Mia. Một cái gia đình là có ba người nè, ngôi nhà nè, diễn tả. Tia Gà, dễ Tia Gà. Hey, dễ cho bây giờ trước mắt này thôi cho ba Bình nè. Bình chạm vào cái tấm thiệp này. Ba Bình có cảm nhận như thế nào khi mà nghe được những cái lời tâm sự của con gái? Thật ra Mia là một đứa ít có chia sẻ bằng lời nói lắm, sẽ không nói đâu. Bình thường thì thấy Mia rất là vô tư, nhưng mà khi có vấn đề xảy ra thì Mia lại rất là tình cảm. Anh thấy Bình rất xúc động. Em bây giờ nói tại sao là có nhiều người ta chưa hình dung được là cái mối quan hệ của em với Tia với Mia là tại sao nó tốt hay gì. Người ta ở ngoài người ta sẽ không nhìn thấy được cái việc mà tình cảm của một đứa nhỏ nó dành cho mình như thế nào và mình quý trọng cái điều đó như thế nào. Đối với em là Mia nó không có cái phân biệt là khái niệm con riêng con chung vậy. Con thì cứ là con thôi. Cảm ơn con gái yêu của ba nè. Đó bây giờ con gái đã lớn rồi, con gái đã biết rồi, biết quan tâm, biết yêu thương mọi người, biết là cố gắng để thành một người chị tốt rồi. Mong là con vẫn sẽ như vậy, biết yêu thương gia đình, yêu thương em, là chăm lo cho em được tốt nhá, dạy bảo em tốt như ba mẹ đã từng dạy bảo con.
Rồi mẹ Trinh thì sao? Em rất là yên tâm, rất là hạnh phúc. Hiện tại bây giờ thì ngay cả cuộc sống nội tại trong tâm hồn em, sức khỏe của em, hạnh phúc gia đình của em, chồng, con, mẹ chồng, tất cả mọi người đều gắn kết với nhau và yêu thương nhau, hầu như là không còn một cái ranh giới nào, không còn một cái bất hòa nào, không còn một cái không hiểu nào hết, đều đã được tháo gỡ. Nên là em cảm thấy mình không có cái gì mình cảm thấy nó hối tiếc hết. Đó là nhờ em á, em là một người mẹ dạy con rất là giỏi luôn. Chị phải công nhận là mọi thứ là do cái nỗ lực với cái sức mạnh của em á. Em luôn tự nhủ bản thân mình là nếu mình muốn mọi người xung quanh mình tốt hơn thì mình phải tốt hơn. Dạ. Từ khi anh ấy đến đúng không? Dạ. Có điều gì nói với anh ấy không? Hai chồng thì có nhiều thứ là đối với nhau rồi. Kể cả những chuyện nhỏ nhất lẫn những chuyện lớn trong công việc. Có thể mọi người thấy em là một con tàu, nhưng con tàu đó sẽ không đi đến đích được nếu như mà không có một người lái tàu giỏi. Nếu như em là một ngọn núi thì Bình sẽ là người leo núi và đứng trên ngọn núi đó. Bình luôn cho em những cái bài học về cái tinh thần, về cái cách để em điều khiển cái cảm xúc, mạch cảm xúc của em, chia sẻ với em những cái để em có thể em khắc phục được những cái khuyết điểm về cái giao tiếp của mình với mọi người xung quanh. Tại vì em bị khô cằn, em bị cứng, em bị giống như là gặp khuôn. Mà tình cảm của Bình nó rộng mở hơn, nó nhiều màu sắc hơn, nó nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Dạ. Còn Trinh thì nó nghiêng về lý tính. Dạ. Đúng rồi. Thật ra đó là cách suy nghĩ của những người trưởng thành, của những người đàn ông, và đặc biệt là của những người sống vì người mà chúng ta thương yêu. Anh tin rằng là Bình sẽ còn làm được rất là nhiều điều, không chỉ cho em đâu, mà còn cho cả các con, mà cho lớn hơn nữa là cho xã hội này. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều nha. Cảm ơn Mỹ Thảo. Và đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cũng đã hết. Thay mặt chương trình Quốc Thuận, Như Thảo và hai vợ chồng Soli Phương Trinh, Lý Bình xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.